tới với kênh của Cách Nhiệt Thịnh Phát. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dựng lên một cái căn phòng được làm bằng panel. Và anh chị thấy không ạ, nếu mà chúng ta dựng bằng văn phòng làm bằng panel, thời gian tốn chỉ một ngày thôi. Ví dụ trên cái mặt bằng này là khách đang thuê và khách đang muốn dựng lên một cái căn phòng để làm văn phòng hoặc là làm cái nơi nghỉ ngơi riêng. Thì ví dụ khi khách hàng lựa chọn cái vật liệu là panel cách nhiệt này, đầu tiên em phải thuận nói là cái khả năng này tiết kiệm thời gian đáng kể luôn. Chỉ trong vòng một ngày khách hàng có thể có một cái văn phòng và đưa vào sử dụng liền. Và đặc biệt nếu mà hết hợp đồng thuê, khách hàng có thể tháo lắp ra một cách dễ dàng, di chuyển tới nơi thuê mới, chúng ta vẫn còn nguyên một cái văn phòng đúng không ạ? Và giá cả của nó rất là hợp lý, khả năng cách âm cách nhiệt rất là tốt. Và em còn phải nói rằng cái vật liệu của Thịnh Phát hiện tại đây đang được đưa tới rất là nhiều khách hàng trên mọi tỉnh thành của đất nước. Chỉ cần liên hệ với Thịnh Phát, đội ngũ nhân viên của Thịnh Phát sẽ hỗ trợ tư vấn hết tình, hết mình. Mọi người có thể là giải đáp được cái thắc mắc của mình nhé. Và chúng ta cùng chờ thành quả này thôi nào.